agent bá đạo nhất trong lịch sử Valorant. Agent này mạnh tới mức gần như không thể bị counter trong hàng tháng trời. Mọi người nghĩ game sẽ chết bởi vì sự hiện diện của agent này. Mục đang nói về một vị agent mạnh hơn cả Chamber trước khi bị nước. Và agent này chính là Beta Raze. Nếu mà anh em có chơi Valorant trong thời beta thì chắc chắn sẽ biết Raze là một con quái vật. Raze có hai quả nade và sẽ bị dính Histon trong lần nổ thứ nhất. Nếu bạn không biết Histon là gì thì khi bạn bắn dính đối phương, họ sẽ bị làm chậm trong khoảng nửa giây. Và điều đó có nghĩa quả này sẽ slow khi nổ trúng bạn chỉ dù một chút và bạn sẽ chết ngay lập tức. Chưa hết, cô ta còn có hai quả satchel gây 75 dam mỗi quả, tức là nửa bình máu của kẻ địch. Ulti Raze hiện tại là một quả pháo, nhưng Ulti Raze trong beta là một quả bom nguyên tử nổ banh cái map. Và nó tệ đến mức vào lúc đó những ai là main Raze thì sẽ là những kẻ bị ghét nhất trong cộng đồng Valorant. Và thật sự tới bây giờ tôi vẫn không hiểu được khi Riot tạo ra một con tướng điên tới như vậy. Và mình là Bụt, nếu các bạn thấy video này hay, hãy để lại một comment và một follow nhé.